chào quý vị và các bạn đã đến với những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, mặc dù giá dầu đã giảm về mức như trước đây, nhưng dầu thô vẫn có khả năng vẫn biến động do những yếu tố nền tảng của thị trường. Chính vì vậy mà mới đây, các nhà lãnh đạo nhóm G7 gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada cùng Liên minh châu Âu đã đề xuất áp giá trần đối với dầu thô của Nga nhằm làm giảm nguồn thu từ dầu của nước này, vừa kiểm soát giá năng lượng khu vực. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp nhiều thách thức do EU bất đồng về đề xuất áp giá trần dầu Nga và khả năng đạt được thỏa thuận trên không quá cao. Trước tình hình khủng hoảng năng lượng khiến nhiều ngành công nghiệp châu Âu đóng cửa, làm dấy lên nguy cơ về cuộc suy thoái kinh tế sâu rộng trên toàn châu Âu, các thành viên Liên minh châu Âu -EU đang chạy đua để sớm đạt thỏa thuận về việc áp trần giá bán dầu Nga. Cụ thể, trên báo điện tử VN Express đã đăng tải bài viết với tiêu đề Châu Âu đẩy nhanh nỗ lực áp trần dầu Nga. Vào ngày 23 tháng 9, trong đó nội dung báo này dẫn theo Bloomberg đưa tin về việc áp trần giá dầu Nga có thể được đưa vào gói trừng phạt mới cho Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất và sẽ giải quyết được mục tiêu của Mỹ và EU là kiềm chế giá dầu thô tăng vọt và giảm nguồn thu của Moscow. Các chi tiết vẫn cần được thảo luận thêm, hiện cũng chưa rõ kế hoạch trần giá được thực hiện thế nào song song với lệnh cấm nhập dầu Nga của EU có hiệu lực cuối năm nay trần giá vì thế phải được áp dụng trước ngày 5 tháng 12. Đại diện các nước sẽ họp với EC cuối tuần để thảo luận về các lệnh trừng phạt mới. Ngoài trần giá, các biện pháp sẽ được bàn bạc là lệnh hạn chế mới với các cá nhân và lĩnh vực như công nghiệp, hàng xa xỉ. Nguồn tin của Bloomberg cũng cho biết đại diện các nước EU đặt mục tiêu đạt thỏa thuận sơ bộ về trần giá trước khi các lãnh đạo EU họp chính thức tại Prague vào ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, Kế hoạch này đang gặp nhiều thách thức, lệnh trừng phạt cần tất cả thành viên EU thông qua. Trong khi đó, mỗi nước lại có nhu cầu năng lượng khác nhau, việc thống nhất đòi hỏi các nước thành viên đặt lợi ích quốc gia sang một bên để bảo toàn sự thống nhất của EU. Chính vì vậy mà khả năng đạt được thỏa thuận trên không quá cao. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là Hungary. Thủ tướng nước này đến nay vẫn chỉ trích các lệnh trừng phạt liên quan đến năng lượng. Vào hồi tháng 6, Hungary cũng chỉ ký lệnh trừng phạt dầu Nga của EU sau khi được ngoại lệ tiếp cận dầu vận chuyển qua đường ống. Giới phân tích nhận định, hiện chưa rõ kế hoạch áp trần giá có hiệu quả. Nếu các khách mua dầu lớn nhất của Nga như Trung Quốc hay Ấn Độ không tham gia, Mỹ thì khẳng định, kể cả không có nhiều nước đồng ý, sáng kiến này vẫn có tác dụng do làm giảm lợi thế đàm phán giá của Nga. Trước bối cảnh của khủng hoảng năng lượng tại Bỉ và châu Âu, người dân cũng như chính phủ Bỉ đang thực hành tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cá nhân cũng như tại các khu vực công và những nơi công cộng. Theo đó, cung điện hoàng gia của Bỉ cũng đã phải tắt ánh sáng tại mặt tiền của tòa nhà kể từ ngày 19 tháng 9. Bên trong tòa nhà, đèn ở các hành lang không còn sáng và các nhân viên cung điện đã được yêu cầu tắt các đèn không cần thiết. Việc cải tạo cung điện hoàng gia Bỉ cũng đang được tiến hành để cách nhiệt tốt hơn. Quy năm 2023, tất cả các cửa chớp sẽ được thay thế và các cửa sổ sẽ được lắp kính hai lớp. Phần lớn cung điện vẫn là kính một lớp. Hơn nữa, tất cả các đèn trong các tòa nhà hoàng gia đã được thay thế bằng bóng đèn LED có hiệu suất cao hơn khoảng 90% so với bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, hoàng gia bị cũng đang tiến hành các cuộc thăm vấn để lắp đặt các tấm pin mặt trời và các hoạt động cải tạo khác đối với các tòa nhà tiêu thụ nhiều năng lượng trong những năm tới. Gia đình hoàng gia Bỉ chi trả cho hệ thống sưởi và điện bằng tiền trợ cấp do nhà nước tài trợ, mặc dù phân bổ của hoàng gia đã được lập chỉ một phù hợp với lạm phát, nhưng mức này thấp hơn mức tăng giá năng lượng. Vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thông báo hệ thống sưởi trong các tòa nhà công cộng sẽ được giới hạn ở mức 19 độ C, đèn tại các công sở và tượng đài sẽ tắt lúc 19 giờ. Ngoài ra chính phủ Bỉ cũng đang tiến hành tham vấn để quyết định tắt đèn ở các đường cao tốc và thành phố vào các giờ cụ thể. Hiện tại, một số tuyến đường cao tốc của vùng nói tiếng Pháp của Bỉ, Wallonie, đã tiến hành tắt hệ thống chiếu sáng. Đối với các cửa hàng liên đoàn thương mại Bỉ Comeos đã công bố một số biện pháp để tiết kiệm năng lượng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, các bảng hiệu của cửa hàng sẽ được tắt sau khi cửa hàng đóng cửa với hệ thống sưởi được hạ xuống 19 độ C. Có thể thấy, châu Âu đang chạy đua nghĩ kế để đạt thỏa thuận áp trần dầu Nga. Tuy nhiên, với việc bất đồng ý kiến đề xuất này, tương lai của đề xuất vẫn đang là câu hỏi mở. Thưa quý vị, việc phương Tây cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga có tác động rất lớn đến tương lai của các dòng chảy thương mại. Từ năm 2024, Nga có thể sẽ mất đi những khách hàng lớn nhất của mình, vốn chiếm khoảng 60% tổng doanh thu xuất khẩu dầu khí và 40% ngân sách nhà nước. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn không mấy êm đềm, và điều này đã tác động không nhỏ đến thị trường năng lượng toàn cầu từ trước đến nay nga được biết đến là nước xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất cho nền kinh tế châu âu mỹ liên minh châu âu eu và nhiều nước khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nga đồng thời công bố kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của nga thế nhưng dầu và khí đốt của nga vẫn tiếp tục chảy sang các quốc gia phương tây bài toán lớn nhất mà các nhà lãnh đạo thế giới phải tìm ra lời giải là làm thế nào để loại bỏ sự phụ thuộc thoát khỏi bóng ma dầu khí nga trên thị trường năng lượng và hàng hóa toàn cầu cho đến nay, các vấn đề về an ninh quốc gia chưa bao giờ đóng nhiều vai trò trong việc quyết định các chính sách năng lượng ở phương Tây. Tuy nhiên, Mỹ và Canada đã chặn nhập khẩu dầu mỏ Nga, trong khi Anh cam kết loại bỏ dầu Nga vào cuối năm 2022. Khi đốt của Nga vẫn đang chảy sang châu Âu, tuy nhiên, EU đặc biệt là Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt Nga, đã quyết tâm thay đổi điều này. Bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck đã tuyên bố rằng Đức sẽ cắt đứt hoàn toàn khí đốt của Nga vào giữa năm 2024. Nhiều phương án thay thế được tính đến. Mỹ cam kết tăng cường xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG sang EU lên 15 tỷ mét khối vào cuối năm 2022, tăng gần 70% so với năm 2021. EU có kế hoạch tăng nhập khẩu LNG từ Mỹ thêm 50 tỷ mét khối mỗi năm cho đến năm 2030. Ngoài ra, EU cũng có thể nhập khẩu thêm khí đốt từ Algeria, thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và khai thác năng lượng hạt nhân. Việc phương Tây muốn chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga có thể là vĩnh viễn. Điều này được dự báo có tác động rất lớn đến tương lai của các dòng chảy thương mại tới năm 2024 Nga có thể sẽ mất đi những khách hàng lớn nhất của mình, vốn chiếm khoảng 60% tổng doanh thu xuất khẩu dầu khí và 40% ngân sách nhà nước. Trung Quốc, Ấn Độ dù đang tăng cường nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga trong những tháng gần đây, rõ ràng là sự gia tăng nhập khẩu dầu thô của Nga là không đủ để Nga bù đắp cho việc mất đi các thị trường Mỹ và EU. Ngoài ra, Nga cũng cần thay đổi cách tiếp cận, bao gồm xây dựng thêm các đường ống dẫn dầu khí từ vùng viễn đông của Nga đến châu Á, nhưng sẽ cần nhiều năm mới có thể hoàn thành. Đối mặt với cuộc khủng hoảng về năng lượng, việc chuyển sang các lựa chọn thay thế dầu khí sẽ được đẩy nhanh. Nhiều chuyên gia đã nghĩ về hạt nhân, nguồn năng lượng sạch mà các quốc gia thường bỏ qua do những lo ngại về độ an toàn. Được biết, Đức, Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang cân nhắc việc kéo dài hoạt động của ba lò phản ứng hạt nhân mà Đức có kế hoạch đình chỉ hoạt động trong năm 2022. Nhật Bản cũng đang xem xét việc nối lại sử dụng năng lượng hạt nhân, một lựa chọn mà Tokyo hầu như đã từ bỏ sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Trong khi đó, hạt nhân cũng được xem là lựa chọn năng lượng tiềm năng của quốc đảo Singapore trong tương lai bên cạnh các nguồn năng lượng truyền thống. Giới chuyên gia dự báo, giá xăng vẫn sẽ ở mức cao ít nhất cho đến năm 2026. EU muốn nhanh chóng giảm thiểu 150 tỷ mét khối khí nhập khẩu của Nga để đáp ứng khoảng 1 phần 3 nhu cầu năng lượng. Không có nơi nào có đủ nguồn cung cấp khí đốt thay thế trong 4 năm tới, cho đến khi lượng LNG mới từ Mỹ và Qatar được cung cấp. Đối với châu Âu, đó sẽ là việc tối đa hóa nhập khẩu khí qua đường ống từ Na Uy, Azerbaijan và Bắc Phi. Trong khi đó, Giá khí đốt cao có nghĩa là triển vọng của thang sẽ sáng sủa hơn. Việc chuyển đổi khí đốt sang than đá đã đẩy giá carbon tăng lên trong hệ thống thương mại khí thải của EU và Anh, ETS. Theo dự báo, sự phát triển thị trường carbon sẽ nâng giá ETS lên hơn 100 USD một tấn vào năm 2030. Cuối cùng, giá dầu cao có thể dẫn đến một số khoản đầu tư thượng nguồn gia tăng, chủ yếu vào các dự án chu kỳ ngắn và nguồn cung nhiều hơn. Một xu hướng mới xuất hiện đó là các nhà cung cấp mới có thể điểm mặt những nhà cung cấp mới như Qatar, Algeria. Từ lâu Algeria đã là một đối tác có vai trò khá lớn trong xuất khẩu dầu khí toàn cầu. Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu lại càng mở rộng lối vào thị trường EU cho quốc gia Bắc Phi này. Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, EU kỳ vọng vào những hệ thống đường ống dẫn khí đốt mới. Thưa quý vị, cả Nga và phương Tây gần đây đều tung đòn nhằm gây sức ép lẫn nhau trong cuộc đối đầu năng lượng. Ngay từ khi bắt đầu những căng thẳng với phương Tây, Nga đã xây dựng chiến lược nắn dòng năng lượng sang châu Á, chuẩn bị cho kịch bản xấu làm mất đi những khách hàng truyền thống ở châu Âu. Có thể thấy kết quả của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay sẽ thay đổi sâu sắc cả Nga và EU. Vậy với việc áp giá trần lên khí đốt Nga, liệu EU có qua nổi mùa đông lạnh giá sắp tới? Những thông tin mới nhất liên quan đến đề xuất áp giá trần dầu Nga của châu Âu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!